gì vậy? Nãy anh giặt cái kéo quá. Đưa tôi lên nhìn hình. Ổng chặt quá ghê. Đây đang chặt cái máy là bình thường luôn nha, để em coi nó bao nhiêu phút nha. Rồi, bắt đầu. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một video tiếp theo trên kênh Nguyên Hải Đăng. Hôm nay mình đang có mặt ở tại chợ rau củ của thành phố Rạch Giá nè. Hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị và các bạn sẽ ở đây có một chỗ bán rau củ rất là đông. Mình xem ở đây bán có giá như thế nào nha. Bán được bữa nay nữa là nghỉ hả anh? Dạ bán bữa nay nữa anh ơi. Mời như mình đâu được bán nữa hả? Dạ bán hết bữa nay nữa. Dạ. Quá đủ cái quần nó dốt là đủ chiên. Không chiên đó. Ở đây giá mình bán nó cũng bình dân hả chị ha? Ờ, cái này giá bình dân, bán thì cái xỉ này. Dạ. Bán đồ thì vô quất mà, nó bán lại. Dạ. Ủa bữa nay là tàu không đi nữa hả cô? Không, ờ. Là mình cũng thất thủ à. Tại thấy anh chặt cái kéo quá. Đưa tôi lên nhìn hình. Ổng chặt quá ghê. Đây đang chặt cái máy là bình thường luôn nha, để em coi nó bao nhiêu phút nha. Rồi bắt đầu. Dạ. Rồi đó. Có 10 giây à. Quá ghê quá ghê. Này tính ra mình chặt ra nó cũng nhẹ biết nhiều mà anh ha. Ừ. Tại vì nó giật lại. Dạ đúng rồi. Rồi mình bỏ ra đó không biết nhiều. Này giờ ký nó nhiều anh? Hiện tại giờ thời điểm này là 1 ký ta bán 30.000. 30.000. Dạ. Mới mình còn được bán không? Không biết nữa anh ơi. Dạ. Nghe nói giãn cách nó mà không biết sao không? Ha. Nghe nói vậy đó. Dạ có mấy anh đây bán cái cô gào cũng đỡ. Đặt quá nhanh. Ơi, cái này là tao bán vậy tôi không bán nha. À. Đang lấy lòng lòng hai cái đi. Biết mấy thằng này nó bán mắc quá. Dạ. Cũng có những chỗ nó cũng bán, ta cũng phải kê giá lên chứ. Tôi cũng làm mà cũng cái tôi đem đồ nhà tôi cho người ta mà. Dạ. Đến đây nói chung nó cũng khó khăn ha. Ai cũng khó khăn nha. Dạ. Này mình thấy mà tiếp gì đâu. 20.000 ký thôi cô. Dạ. Mấy chỗ khác nó cũng vậy luôn hả cô? Hay là à, biết đâu chỗ khác. À. Mình biết ta bán nhiều mình bán đây đây chủ dừa này bán rẻ đó 20.000 ký. Dạ. Còn cái bao nhận không? Chỗ khác thì không biết. Cũng tùy chỗ hả cô ha. À? Dạ. Cũng khá là ổn định.
đây chị bán giá rất là bình dân nè. Rồi tại bán giống như giá sỉ, tại bảo sỉ đâu bán lẻ đâu, mấy ngày này bán hết nghỉ chứ đâu ấy, giờ tại đóng đồ hồng không mà. Dạ. Cái này là mình bán hết rồi để mình nghỉ đó hả chị? Cứ chặt và bóc cải mấy cái cải dư đó chặt ra. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bấm đăng ký để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.